Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Công an Thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phóng sự, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn, 40 năm xây dựng và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu bộ ngành trung ương và các điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã trong cả nước. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thị xã, các đồng chí trưởng phó các phòng ban của thị ủy, trưởng các phòng ban đội ủy ban nhân dân thị xã, chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 26 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nghị quyết đã chỉ ra những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 39 NQTU của Bộ Chính trị khóa 9 và kết luận số 25 KLTU của Bộ Chính trị khóa 11 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Đồng thời, nghị quyết cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Mục tiêu của nghị quyết đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực, là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào, là nơi các giá trị văn hóa lịch sử và hệ sinh thái biển đảo rừng được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Mục tiêu cụ thể của nghị quyết đến năm 2030 nêu rõ, giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7-7,5% trên năm. Đến năm 2030, vùng tăng từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, giá hiện hành. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30%, kinh tế vùng đạt khoảng 30%. Bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng trên người trên năm giá hiện hành. Thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20-25% cả nước. Tốc độ tăng thu nội địa cao hơn 2-3 điểm phần trăm so với bình quân cả nước. Tầm nhìn của nghị quyết đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển. Có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực châu Á với các khu kinh tế ven biển hiện đại. Hệ thống đô thị ven biển thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, là nơi các giá trị văn hóa lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trình bày báo cáo dự thảo chương trình hành động của Đảng, Đoàn, Quốc hội, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, đại diện một số ban, bộ, ngành trung ương và địa phương đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm vấn đề liên quan đến tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp phát triển vùng thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tới dự có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thượng tá Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an thị xã chủ trì buổi lễ và các đồng chí Phó Trưởng Công an thị xã. Đợt ra quân cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, Công an thị xã và Công an các xã phường tăng cường lực lượng, nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, không để xảy ra các hoạt động kích động, biểu tình, phá rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện, đình công phức tạp, hình thành điểm nóng, đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhất là đối với các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, không để các loại tội phạm lộng hành phức tạp, điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, tăng cường truy bắt, vận động đối tượng truy nã, trốn thi hành án, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, nhà nước, về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, không để xảy ra các tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là trong đêm giao thừa, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trên địa bàn và hoạt động vui Tết đón xuân của nhân dân. Tại buổi lễ, Thượng tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an thị xã đã phát lệnh ra quân trong toàn lực lượng. Ngay sau lễ phát lệnh, Công an thị xã đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 năm 2022, Trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp 30 năm thành lập trường. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng ban thị xã, các đồng chí nguyên cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng học sinh nhà trường đã được ôn lại truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 30 năm thành lập trường. Theo đó, Trường Trung học Phổ thông tỉnh Sa Pa, tiền thân là Trường Phổ thông Trung học cấp 2-3 tỉnh Sa Pa, được thành lập ngày 30 tháng 8 năm 1991. Ban đầu, trường đóng trên địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia,
đến năm 2013 để giao mặt bằng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba chuyển về địa điểm mới, nay là tổ dân phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã vượt qua muôn vàn gian khó, nhưng nhà trường luôn bám sát mục tiêu chiến lược, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ lãnh đạo, nhà trường đã có chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xem đây là nhiệm vụ then chốt có tính quyết định đến chất lượng giáo dục. Đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó có 22 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 3 giáo viên đang theo học cao học và 1 giáo viên đang làm nghiên cứu sinh tại Ba Lan. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên có giờ dạy giỏi, danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, sáng kiến được xếp loại cấp ngành. Nhà trường thường xuyên tổ chức phong trào thi đua hai tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng đại trà. Hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm liên tục tăng, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi về văn hóa đạt từ 60% trở lên, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 99,5% trở lên. Số học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng liên tục tăng. Nhiều học sinh, tổng 3 môn, theo khối thi đạt 27 điểm trở lên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba đã đạt được trong 30 năm qua, góp phần đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần cùng thị xã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị cần chú trọng việc đảm bảo hài hòa giữa dạy học và dạy người. Ngoài việc nâng cao chất lượng các bộ môn văn hóa cơ bản, cần chú trọng đến việc giáo dục cho thanh niên học sinh có tư tưởng đạo đức chuẩn mực, có lối sống trong sáng lành mạnh, có ý thức tôn trọng pháp luật, có lòng tôn trọng, lòng tự tôn dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Tăng cường giáo dục kỹ thuật, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh để sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh niên học sinh lựa chọn những con đường phát triển bản thân phù hợp với năng lực sở trường và đáp ứng được nguồn nhân lực của xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc quản lý giáo dục thanh niên học sinh, làm cho thanh niên học sinh của nhà trường thực sự trở thành những hạt nhân tích cực trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, công dân văn hóa tại địa bàn nơi nhà trường hoạt động và nơi các em cư trú, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến học sinh. Trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường, ngoài việc thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, quản lý bộ máy, tổ chức của Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, nhà trường cần giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với phòng giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp chung của ngành giáo dục đào tạo và của thị ủy trong công tác quản lý nhà trường của thị xã Nghi Sơn, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện dạy và học cho giáo viên học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba nói riêng, của thị xã, của giáo dục thị xã Nghi Sơn nói chung, tương xứng với vị thế và sự phát triển của thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Với truyền thống dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, cùng với bề dày thành tích trong 30 năm qua, trong 30 năm xây dựng và phát triển và trưởng thành, với quyết tâm và khát vọng vươn lên của tập thể sư phạm nhà trường, chúng tôi tin tưởng rằng trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba sẽ đạt một kết quả cao hơn nữa, đóng góp lớn cho sự nghiệp chồng người của thị xã Nghi Sơn và đất nước. Cũng tại buổi lễ, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường, và cá nhân ông Hà Văn Lực được tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022. Nhân dịp này, hai cá nhân cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục giai đoạn 2020-2022.
hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tối ngày 15 tháng 11, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân, cán bộ thuộc thôn Bắc Hải. Cùng dự có Văn phòng Thị ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thị xã và cấp ủy chính quyền xã Hải Nhân. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cùng các đại biểu và nhân dân thôn Bắc Hải đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thôn Bắc Hải. Những năm qua, cán bộ nhân dân thôn Bắc Hải luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng đoàn kết, gắn bó, hàng năm đạt 85% hộ gia đình văn hóa, phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên đời sống của bà con trong thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng trên người trên năm. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 5 hộ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã chúc mừng biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của thôn Bắc Hải, xã Hải Nhân đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân trong thôn phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, động viên nhân dân tham gia giám sát phản biện xã hội cơ sở, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã trao quà của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho Ban công tác Mặt trận thôn, trao 50 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho anh Mai Xuân Tình, thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Nhân đã tặng giấy khen cho 39 hộ gia đình tiêu biểu 3 năm liên tục đạt gia đình văn hóa và trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá giỏi. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tối ngày 17 tháng 11, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết với thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy. Cùng dự có đại diện Mặt trận Tổ quốc thị xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghi Sơn. Tại ngày hội, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cùng các đại biểu và nhân dân thôn Tảo Sơn đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn thôn Tảo Sơn. Thôn Tảo Sơn có gần 500 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, hơn 90 đảng viên. Thu nhập chủ yếu của người dân là trồng trọt và chăn nuôi. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa được nâng cao, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được đoàn kết, gắn bó. Cán bộ và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp trên phát động và đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm đạt 85% hộ gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, ghi nhận và vui mừng trước những thành quả mà thôn Tảo Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và đoàn kết đảm bảo tốt an ninh trật tự. Nhân dịp này, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trao quà của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho Ban Công tác Mặt trận thôn, trao 50 triệu đồng cho hộ bà Phạm Thị Thắng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Ban Công tác Mặt trận thôn đã trao quà cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thôn. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Lời dạy đó đã trở thành kim chỉ nam của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn. Cùng với đó là sự vận dụng sáng tạo nghị quyết số 29 của Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn luôn được quan tâm của cấp ủy chính quyền với phương châm đầu tư cho giáo dục là đầu tư mang tính chiến lược. Trên cơ sở phát huy truyền thống hiếu học của quê hương và sự cống hiến, hy sinh, cố gắng nỗ lực của bao lớp cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường, để ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghi Sơn có những dấu ấn quan trọng trong 40 năm xây dựng và phát triển. Thị xã Nghi Sơn vốn là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, với 27 người đỗ cử nhân dưới triều Nguyễn, 1 người đỗ tiến sĩ dưới triều vua Thành Thái, 8 khoa bảng được vinh danh như Lương Chí, Đỗ Nhưỡng, Lương Nghi. Đặc biệt là những đóng góp quan trọng của nhà văn hóa quân sự Đức Rộng Tài Cao, Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ. Dấu tích những văn bia văn chỉ ca ngợi lòng hiếu học, trọng nhân tài ngày nay còn tìm thấy ở làng Tào Sơn, xã Thanh Sơn, tổ dân phố Nổ Giáp, phường Nguyên Bình, làng Liên Trì, xã Ngọc Lĩnh, làng Hiếu Hiền, phường Hải Châu, thôn Văn Yên, xã Hải Yến. Phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng trăm giáo viên của huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, đã tạm xa bảng đen phấn trắng, lên đường tham gia kháng chiến. Trong số đó có những người thầy giáo đã vĩnh viễn không trở về, có những thầy giáo gửi lại chiến trường một phần cơ thể, để rồi khi ngày đất nước hòa bình vẫn say nghề yêu trẻ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những thầy cô giáo ở lại quê nhà vẫn ngày đêm bám trường bám lớp, vừa dạy học vừa tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu, tiêu biểu cho lá cờ đầu trong phong trào thi đua hai tốt thời kháng chiến chống Mỹ là trường cấp 1 Hải Nhân, nay là trường tiểu học Hải Nhân, đã được Bộ Giáo dục tặng danh hiệu ngọn cờ đầu của các trường phổ thông cấp 1 trên toàn miền Bắc và vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng hoa chúc mừng, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Nhà giáo ưu tú Trần Văn Nời, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Hải Nhân, chia sẻ. Từ năm 60 thì sau khi học tốt nghiệp sư phạm cấp 1 Thanh Hóa thì được về chuyển ngay vào trường cấp 1 Hải Nhân. Lúc bây giờ là trường thì đang còn phấn đấu là trường tiên tiến cấp huyện. Đấy. Và trong cái hoàn cảnh đầy khó khăn, ví dụ nhà ở giáo viên chả có, thiếu từ cái giường, rồi thiếu từ cái chăn, cái màn, đồ dùng đáng chạy cũng chưa có gì. Nhưng mà được đảng ủy, ủy ban, các đồng chí lãnh đạo cũng như toàn nhân dân người ta rất chăm lo thầy giáo. Họ thương yêu thầy giáo thực sự bằng tất cả tấm lòng, coi thầy giáo như người con em của gia đình, tạo mọi điều kiện cho các thầy cô dạy tốt để con em mình học được tốt. Từ khi lên hiệu phó trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì chúng tôi đã làm được cái điều là tổ chức những cái nhóm tự rèn luyện, tự học tập. Hội thi viết đẹp này, hội thi vẽ này, rồi tổ chức trao đổi với nhau về kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh cá biệt này. Đấy. Rồi đi với xuống đến từng xã, từng xóm tìm hiểu từng gia đình học sinh về cách ăn ở của các em và cách giảng dạy dưới của cha mẹ học sinh để mình có thêm điều kiện, để có cái số liệu để mình đưa vào bài giảng cho tốt. Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, những năm qua,
thị xã Nghi Sơn luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối kết hợp chặt chẽ của các phòng ban, sự quan tâm động viên của các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện toàn thị xã có 2.348 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để xây dựng một nền giáo dục vững chắc, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới, thị xã Nghi Sơn đã và đang xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên vừa hồng vừa chuyên, tâm huyết yêu nghề, từng bước đảm bảo về số lượng, chất lượng và sắp xếp hợp lý trong cơ cấu bộ môn. Hơn 96% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo luật giáo dục mới. Không quản ngại, không quản khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Những năm học vừa qua, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn đã tham mưu và giao cho các nhà trường hợp đồng giáo viên, phân công giáo viên biên chế dạy tăng giờ, tăng tiết, đồng thời tiếp tục hoàn thành tuyển dụng các chỉ tiêu biên chế được phân bổ. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ nhà giáo của thị xã Nghi Sơn đã không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ như tham gia tập huấn, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chất lượng các kỳ thi giáo viên giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh qua hàng năm đều được nâng lên rõ rệt. Nhiều giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng trong quá trình giảng dạy. Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong mỗi tiết học đã góp phần khơi dậy sự sáng tạo, tư duy hoạt động, độc lập để tạo sự hứng thú, hiệu quả trong quá trình dạy học. Quy mô mạng lưới trường lớp trên toàn thị xã được tổ chức ổn định, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động giáo dục theo mô hình bán trú cho học sinh bậc tiểu học, đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, các môn văn hóa khối lớp 9 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí. Đến hết năm học 2021-2022, thị xã Nghi Sơn có 113 trường, trong đó bậc mầm non 39 trường, cả công lập và ngoài công lập, 33 trường tiểu học, trung học cơ sở 29 trường, tiểu học và trung học cơ sở 5 trường, trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông 5 trường. Tuy nhiên, hàng năm, số lớp và số học sinh thường tăng đột biến. Năm học 2021-2022, toàn thị xã tăng 2.619 học sinh, tương đương tăng 74 lớp so với năm học trước. Từ các nguồn lực được huy động với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường thông qua việc ban hành đề án phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025. Ngoài xây mới các phòng học, thì các phòng chức năng, phòng học bộ môn như tin học, thực hành, nhà hiệu bộ cũng được đầu tư nâng cấp. 100% các nhà trường đã tiến hành tu sửa, bổ sung công trình vệ sinh, trang trí khuôn viên xanh sạch đẹp, mua sắm thiết bị dạy học. Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia được xác định theo lộ trình để quan tâm đầu tư và chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Hiện nay trên toàn thị xã đã có 72 trên 105 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia ở các mức độ khác nhau. Thầy giáo Mai Xuân Chiến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hải Nhân cho biết. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Hải Nhân, thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, thì trường Trung học cơ sở Hải Nhân được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại, khang trang, đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học của nhà trường trong tình hình mới, đặc biệt là cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của về mặt chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghi Sơn và sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Thì trong năm học 2019-2020, nhà trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2.
thì phát huy những cái kết quả đã đạt được, thì trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đưa ngành giáo dục của thị xã ngày càng phát triển bền vững. Sự phát triển của ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn trong những năm qua được minh chứng bằng những con số biết nói, từ đó tạo nên những dấu ấn đáng tự hào. Đó là đơn vị hoàn thành giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 31 trên 31 xã phường phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và đạt phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm tập huấn bồi dưỡng, nhờ đó mà liên tục được cải thiện thứ bậc, vị trí trong bảng xếp hạng toàn tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông. Trong 10 năm, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 có tới 812 học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, trong đó có 14 giải nhất, 65 giải nhì, 160 giải ba và 301 giải khuyến khích. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông, thị xã Nghi Sơn có điểm trung bình các môn thi tăng dần qua từng năm. Điểm bình quân của học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí xếp thứ 6 toàn tỉnh. Tích cực tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức và giành nhiều giải cao như giải điệu tuổi hồng, hội thao người giáo viên nhân dân, giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, đạt huy chương bạc U8, huy chương đồng U10, giải bóng đá nhi đồng tranh cúp báo Thanh Hóa năm 2022. Thầy giáo Nguyễn Bá Cường, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí, cán bộ tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán, chia sẻ. Bản thân tôi là một giáo viên dạy toán trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí. Thì trong những năm qua, được sự phân công của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghi Sơn, thì tôi là một trong những giáo viên cốt cán đối với môn toán trong việc là tập huấn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và cũng có những cái thành tích đạt được nhất định. Thì tôi thấy rằng là để có những thành tích như thế thì được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghi Sơn giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái việc tập huấn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh nói chung và đối với môn toán nói riêng. Thì tôi nghĩ rằng là trong những năm sắp tới để đạt được kết quả cao hơn thì đối với đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi như tôi thì phải nỗ lực hết mình tìm tòi những cái kiến thức, những cái nguồn tài liệu ở tất cả các kênh thông tin cũng như là sách vở bồi dưỡng học sinh giỏi. Và đối với các em học sinh nữa thì các đồng chí trực tiếp đứng đội tuyển thì chúng ta phải truyền cho các em cái sự đam mê, bởi vì nếu như công tác tập huấn và bồi dưỡng học sinh giỏi mà các em không có sự đam mê thì chắc chắn là kết quả sẽ không cao. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đạt 99,8%, trong đó trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 đạt 100%. Có 89 học sinh ở tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt 27 đến 28 điểm. 15 học sinh đạt 28 đến 29 điểm. Chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên bức tranh đột phá của ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn trong những năm gần đây. Các trung tâm học tập cộng đồng đã phát huy được tính hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được nhân rộng và ngày càng phát triển. Đặc biệt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, đã đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cơ sở nhà trường và ở từng bậc học. Thầy giáo Lê Văn Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Mai Lâm cho biết. Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn, trường tiểu học Mai Lâm chúng tôi đã đạt được những cái thành tích nổi bật trong dạy và học, như 2 năm liền chúng tôi đạt giải nhất đồng đội trong cuộc giao lưu câu lạc bộ lớp 5 cấp thị xã. Để có những cái thành tích nổi bật như thế là có sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng,
chính quyền thị xã Nghi Sơn, các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có sự đoàn kết nội bộ rất là cao. Chúng tôi thường xuyên triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại, thân thiện. Với phương châm dạy chữ gắn liền với dạy người, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn luôn quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh bằng những hoạt động trải nghiệm. Phối hợp với các đơn vị như Hội Cựu Chiến binh, Công an, Đồn Biên phòng, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về luật an toàn giao thông, giáo dục truyền thống, kỹ năng chống đuối nước, bạo lực học đường, tạo sự tin tưởng của phụ huynh về môi trường học tập lành mạnh, an toàn ở các nhà trường. Thầy giáo Lê Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trúc Lâm cho biết. Trường Trung học Cơ sở Trúc Lâm xác định sứ mệnh của nhà trường là tạo dựng môi trường học tập an toàn, nề nếp, kỷ cương, giàu chất nhân văn, uy tín về chất lượng giáo dục, phát huy năng lực và tư duy sáng tạo. Mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển. Trong đó, công tác dạy và học là mục tiêu then chốt. Chất lượng giáo dục là uy tín, là danh dự của mỗi cán bộ, giáo viên nói riêng và của nhà trường nói chung. Chính vì vậy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của ban giám hiệu nhà trường cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ giáo viên hết lòng vì học sinh thân yêu, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì vững chắc, chất lượng học sinh mũi nhọn được nâng lên và luôn nằm trong top đầu của thị xã. Nhà trường tạo dựng được hình ảnh và uy tín đối với phụ huynh, học sinh, đối với đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phường Trúc Lâm được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Khép lại dấu mốc 40 năm xây dựng và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn, đó là những phần thưởng về sự ghi nhận của cấp ủy chính quyền, của Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều giấy khen, bằng khen như huân chương lao động các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở. Hơn 1.000 nhà giáo được công nhận giáo viên giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Tuy còn đó nhiều khó khăn, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, sự đoàn kết cố gắng của toàn ngành, sự chăm lo động viên của các tầng lớp nhân dân, thì sự nghiệp giáo dục đào tạo của thị xã Nghi Sơn sẽ còn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Cô Vũ Thị Thanh Vân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn cho biết. Về những kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghi Sơn trong thời gian gần đây thì có thể tổng hợp trong 3 cái biểu hiện nổi bật như sau. Thứ nhất là về việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp thì thị xã Nghi Sơn đã thực hiện việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đáp ứng yêu cầu của người học. Và trong đó thì rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở mầm non ngoài công lập. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng và đến hết năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã có 70 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 66%. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thì trong những năm gần đây, Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đã thực hiện rất tốt việc sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và khắc phục triệt để tình trạng thừa thiếu cục bộ về giáo viên, nhân viên giữa các cấp học, các trường học trên địa bàn thị xã. Đại đa số đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thì có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức rất tốt, có tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp và luôn có ý thức nỗ lực trong việc rèn luyện về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Về chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thị xã, những năm gần đây thì đã có sự tiến bộ rất là rõ rệt. Hàng năm tỷ lệ học sinh được
xếp loại đạt yêu cầu trở lên về phẩm chất và năng lực thì chiếm trên 98%. Chất lượng đại trà, các môn văn hóa thì có sự cải thiện rất nhanh. Từ năm học 2017-2018 đến nay thì điểm bình quân mỗi môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thị xã luôn đạt trên 5 điểm và có những năm đạt tới 5,6 điểm. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường trên địa bàn thị xã luôn cao hơn so với tỷ lệ bình quân chung của toàn tỉnh. Chất lượng mũi nhọn thì cũng không ngừng được cải thiện. Những năm gần đây thì thứ bậc xếp hạng của thị xã Nghi Sơn trong kỳ thi viên giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh đã có tiến bộ. Một số môn như môn toán, môn lý, môn địa lý, môn lịch sử của cấp trung học cơ sở và toàn bộ đội tuyển của trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 đã vươn lên đứng trong top 10 của toàn tỉnh. Và với những kết quả như trên thì có thể nói đội ngũ nhà giáo và ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghi Sơn đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn và đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung kinh tế xã hội của thị xã Nghi Sơn. Vinh dự và tự hào về nghề cao quý, nghề trồng người, trở thành nguồn động lực để mỗi cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và toàn ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn hôm nay và mai sau sẽ tiếp nối truyền thống của quê hương và những thành tích đã đạt được, không ngừng cố gắng nỗ lực, từng bước khẳng định vị thế và thứ bậc trên bản đồ giáo dục của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn trở thành một thành phố năng động, hiện đại, phát triển của tỉnh Thanh nói riêng và cả nước nói chung. Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam có địa chỉ duy nhất tại lô số 02, đường Mai An Tim, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, là đường bờ sông nối liền cầu Đông Hương sang cầu Cốc. Xin chân thành cảm ơn bà con bệnh nhân luôn tin tưởng đồng hành cùng bệnh viện suốt chặng đường 12 năm qua. Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam có đội ngũ bác sĩ có trình độ cao chuẩn quốc tế, có y đức, trách nhiệm cao với người bệnh, chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc người thân. Bệnh viện đầu tư hệ thống máy móc hiện đại nhất, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị chuyên sâu tất cả các bệnh về mắt như phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng mổ phaco, phẫu thuật mộng, quặm, glaucom, thẩm mỹ, sụp mi, cắt mí, lấy mỡ thừa, nâng chân mày, phẫu thuật lác. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh, không cần xin chuyển viện, khám và điều trị tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ. Đặc biệt, bệnh viện mới đầu tư nâng tầm hệ thống máy mới hiện đại từ Đức, Mỹ, Nhật, Pháp, Ba Lan như mổ phaco của Mỹ, máy chụp các lớp võng mạc OTC, máy chụp đáy mắt màu, máy đo thị trường. Bệnh viện mời chuyên gia giáo sư tiến sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương về điều trị tư vấn sâu các bệnh về đáy mắt, bệnh võng mạc đái tháo đường. Bà con nhân dân, bệnh nhân có nhu cầu điều trị các bệnh về mắt, đến Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam được dùng dịch vụ chất lượng tốt nhất. Mọi ý kiến đóng góp cũng như giải đáp thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0372-666-115. Rất trân hạnh được đón tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.